bất hiếu tử hữu xương được tiềm thủy ma cảm hóa đã cải tà quy chính. Cứ như vậy, dưới sự phù hộ của tiềm thủy ma, các tín đồ lần lượt được ban phước lành an cư lạc nghiệp. Đại Trăng Ma Hạo Thiên Cung Cảng Đài Trung, Dương gia trở thành nghĩa đệ phò tá ma tổ. Theo tín ngưỡng dân gian, bên cạnh ma tổ có Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ giúp người hành sự. Nhưng ma tổ Đại Trang Ngô Tây nếu cần giúp đỡ, bà không tìm hai thần hộ pháp mà tìm hai vị dương gia cùng hương thôn. Thế hệ cha ông truyền lại có nói là có một lần ma tổ đi tế tổ, khi trên đường hồi loan trở về thì gặp một căn tam hợp diện, trong đó có thứ không may mắn, đó là một kinh hồn bị treo cổ. Ma tổ đã vào đó để hóa giải quan kiếp, bất ngờ chiếc kiệu tự chuyển hướng vào và không thể ra ngoài. Hạ kiệu già nói phải làm phiền đại dương ở cuối con hẻm qua giúp đỡ. Kê đồng chỗ chúng tôi cũng vô duyên vô cớ bất ngờ lên đồng nói là bên ma tổ đã xảy ra chuyện. Kết quả khi sang bên đó, đại dương vừa kéo một cái thì chiếc kiệu lập tức ra ngoài được. Chu Đại Dương và Tằng Dương từng xử lý vụ trúc tinh đều là những trợ thủ của ma tổ. Ma tổ và dương gia cũng tôn xưng tỷ đệ, cùng bảo vệ hương thôn được bình an. Trung vì cứu người dùng thân vàng làm dị thuốc dẫn. Đền miếu chùa không chỉ thể hiện sức mạnh của các tôn giáo về tâm linh, còn có thể làm mất cơn đau do bệnh tật đem lại. Ngoài những nghi thức dân gian đến cầu xin thần minh để được ban các phương thuốc ra, Hạo Thiên Cung ở Ngô Tây Đài Trung có tín đồ đến cạo thân vàng làm dị thuốc. Trước đây, khi giới y học vẫn còn chưa phát triển như ngày hôm nay, trong gia đình nếu như có ai bị bệnh, họ sẽ đến thỉnh tượng vàng ma tổ về coi giữ bảo vệ bình an. Nghe nói có kê đồng được ma tổ hiện thân ban cho đơn thuốc và chỉ dẫn cạo phần đáy pho tượng vàng của ma tổ kết hợp làm thuốc dẫn. Chuyện cầu xin ban thân vàng làm vị thuốc dẫn đã trở thành một phong tục ở đây từ rất sớm. Bây giờ xã hội phát triển, không còn ai xin thân vàng về làm thuốc dẫn nữa. Bị bệnh thì đến gặp bác sĩ tìm ra nguyên nhân gây bệnh và mua thuốc.